Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký Võ Lâm 2. Và Long đang đứng ở bên Thuyền Châu, Phục Hổ các bạn. Hôm nay thì Long mới có cái ngọc Hào Hiệp Bội Cùi các bạn. Hào Hiệp Bội Cùi đấy, Hào Hiệp Thường ấy, có nghĩa là người ta gọi là Hào Hiệp Thường anh em ạ. Đây này, đấy, các bạn nhìn này, đấy, rất là cùi luôn. Và hôm nay thì thử lấy điểm để tẩy này. Điểm tích lũy cá nhân. Đây, điểm tích lũy cá nhân anh em ơi. Và các bạn có nhìn thấy chưa? Điểm tích lũy cá nhân được 976 điểm. Và điểm bang hội là 8.431 điểm. Và điểm tích lũy cá nhân thì lấy ở đâu mà có? Thì là một số bạn cũng thắc mắc và làm sao mà có nhanh. Thì cái là các bạn muốn có nhanh thì là các bạn hãy đi phó bản. Và phó bản nào nhiều nhất thì đó là phó bản Thái Nhất Tháp Anh Hùng anh em ạ. Thái Nhất Tháp Anh Hùng là nhiều nhất để cho anh em lên được điểm tích lũy cá nhân. Và cũng chỉ có phó bản Thái Nhất Tháp Anh Hùng vừa được điểm cá nhân nhiều này, được cả kinh nghiệm nhiều này, huân chương anh hùng nữa này, được cả lên, nói chung là kinh nghiệm lên cấp này. Đấy, còn rất là nhiều thứ nữa, tiện thể luôn anh em ơi. Và điểm tích lũy bang hội cũng thế, cũng chúng ta cũng đi TNT, gọi là Thái Nhất Thanh Hùng được rất là nhiều. Ngoài ra thì là các bạn có thể đi phó bản khác, ví dụ như là Địa Đình Cung, Lương Sơn Bạc hoặc là Thái Hư. Vâng, rất là nhiều, nhưng mà Long thường thường là chủ yếu là Long đi TLT để lên cấp thôi. Và hôm nay thì Long sẽ thử tẩy cái này anh em ơi, tẩy cái này nhá. Tẩy cái này thì khảm đá sẽ về, sẽ mất khảm đá. Mặc dù nó thôi, đường nào nó cũng cùi rồi. Đường nào nó cũng cùi rồi thì mình tẩy luôn đấy, tẩy luôn nó xem sao. Đây này các bạn, mở đồ bằng của tiệm cấp mình ra, của bang mình ra. Bang của Long ấy thì đợt trước cấp 2 và định lên cấp 3 nhưng mà bởi vì là cái bang này thì là thường thường là một, mỗi một mình Long on thôi, còn một số anh em thì họ vào xong họ lại ập hoặc là họ treo long oang thì chả có ai hỗ trợ cả. Nên một mình Long thì lên cấp 3 thì lên cấp 3 thì đơn giản thôi, nhưng mà để giữ lại được cái tiệm phúc lợi cấp 3 thì nó rất là khó. Ví dụ tiệm cấp 1 các bạn nhìn này, ngân quỹ bang hội cần mỗi tuần nó trừ được 350 điểm. Đấy, đấy là bang cấp 1 nhá. Nhưng mà bang cấp 2 thì nó sẽ trừ nhiều hơn.
Nó chỉ trị 1.000, gần nói chung là 7-800. Cái này thì Long lên cấp 2 rồi nhưng mà nó quên rồi. Nhưng mà đối với bang cấp 3 thì nó trừ rất là nhiều. Vì thế mà chúng ta muốn có điểm bang này thì cách đơn giản nhất thì có là nhiều anh em trong bang là một này, và có nhiều tem này, và đặc biệt là có là một số tem anh em đi phó bản thì rất dễ giữ điểm bang, nó bị không bị tuột. Và cái video hôm nào thì Long sẽ lên cấp, tiếp tục lên cấp 2, và hôm nào Long sẽ lên sau. Đợt trước có lên rồi nhưng mà nói chung là qua một thời gian nghỉ không chơi nó lại tụt. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đi đổi luôn. Chúng ta muốn tẩy cái dòng hào hiệp bội thường ấy, thì là chúng ta lấy cái cục này anh em ơi, thiên tinh thạch này đấy, mất 912 điểm, thôi đổi luôn đấy. Bây giờ nó giảm hết này đấy, bây giờ xem còn bao nhiêu điểm nhé. Điểm tích lũy cá nhân đây còn 64 điểm đấy, vừa có 900 bây giờ còn 64. Và chúng ta sẽ tẩy cái này, Long sẽ tẩy cái sát thương này. Thì tẩy cái sát thương này thì nó sẽ mất hai dòng khảm đá, mất và mất luôn cả hai ra hai cục đá 4. Tẩy cho anh em xem này, chúng ta phải đeo trang bị hào hiệp vào đấy. Đấy các bạn chưa, tẩy nhá anh em ơi, tẩy nhá. Trước khi tẩy có nên làm gì không nhỉ? Thôi cứ tẩy bình thường vậy, được cái được không được thì thôi. Đây này anh em ơi, 1 2 3 đồng ý. Ui ôi mất rồi, piu piu. Ôi ôi lại càng cùi hơn anh em ạ, anh em thấy cùi chưa? Vừa là sát thương 7 năm, sinh lực tăng bao nhiêu đấy, bây giờ lại gân cốt tăng 5 năm, tỷ lệ ngoại ngự ngoại công tăng 2%. Cái này hên xui, cái này mục đích của Long mua mua cái này rẻ thì là không phải để bây giờ để đeo anh em ạ. Các bạn nhìn thấy chưa, hai cái khảm đá này đã bị mất đá ở đấy. Bây giờ nó về, chúng ta muốn chơi lại chúng ta phải đục lại, và hai cái kia mất đấy. Đấy cái này còn cùi hơn cái vừa nãy, nhưng mà không sao, chủ yếu là để sau này thì Long sẽ lên hào hiệp vô hạn. Chúng ta mua cái này trước để làm nguyên liệu, còn hôm nào kiếm được thiên can lệnh, thiên môn kim lệnh thì sẽ lên hào hiệp vô hạ bội đấy. Rồi ok, tạm thời cứ để đấy đã. Thôi nói chung là mất 900 điểm rồi, 912 điểm nhưng mà không sao. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ đi học võ công cho ác thiên âm trượng này. Đây, một em thiên âm trượng. Cái ác này thì hôm trước thì có đi Thái Hư được 751 điểm. Mấy ngày hôm nay thì Long hơi bận nên không có thời gian học cho nó. Nhưng mà kiểu gì sự kiện đợt tới này thì Long sẽ cho nó tái sinh 6, tái sinh 7 và mặc một set kim xà 4, full set chim cuồng 9. Đấy, đấy là cái sự kiện đơn giản nhất và ai cũng có được khi mà chơi sự kiện. Sự kiện này tới thì nó rất là dễ anh em ạ, rất là dễ và dễ cày. Tái sinh 7, nói chung là tái sinh 6, tái sinh 7 nhắm mắt vào cũng cày được. Nhắm mắt thì gọi là mù mắt rồi, nhưng mà không sao, đấy là ý nói là nó dễ, dễ lắm ấy, dễ lắm ấy, có khả năng là ai cũng làm được. Đây, sẽ học võ công này. Đấy. Đấy, anh em mới học tiếp nhé. Đấy, học tiếp cho nó lên. Game mà chủ yếu là để giải trí vui chơi thôi. Lúc mình bận thì mình không chơi nữa, lúc mình rảnh thì mình lại vào chơi. Đấy, anh em có ý tưởng như thế không? Hay là ngày nào cũng cày? Và mỗi người thì có một cách chơi khác nhau, có người thì ngày nào cũng on hoặc là treo. Đấy, chúng ta sẽ học cho lên đấy anh em ơi, cứ học đi, học chiêu thêm trường này mình cảm thấy nó ít ít, ít. Xem nào, ôi tốn ít vàng các bạn. Đấy, cái này hôm nào hình như là Long có quyển mật tịch rồi, hôm lọ một bạn cho Long quyển mật tịch 10 11 10 hay 11% ấy. Đấy, ác phụ mình chỉ cần thế thôi, không cần nhiều. Vâng, học cái này thì hơi lâu ấy, ấn nó mỏi tay quá. Vâng, các bạn nhớ nhá, sự kiện sắp tới rồi. Không biết nó ra vào thời kỳ nào nhưng mà chuẩn là vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Chắc chắn là Vinagame nó sẽ thông báo trước khoảng một tuần rồi đấy. Anh em tha hồ mà chuẩn bị.
Và Long với tinh chất là cày miễn phí thì Long đã chuẩn bị ngay từ đầu rồi. Bây giờ vào sự kiện phát thì Long kiểu gì cũng có gần 800 cái thiên kiêu lệnh để cày cho sự kiện. Thì thiên kiêu lệnh ở đâu? Thì thứ nhất là đi săn bóp thế lực này vào lúc 9 giờ tối hàng ngày ở ba phe đấy. Thế ở thân anh ở ba phe đấy. Nếu mà chúng ta không bị ai phá thì chúng ta mang ba bốn ác đi, chúng ta nhặt mỗi ác được ba và ba cái thiên kiếm lệnh, ví dụ bốn ác 4 3 12 thì chúng ta được 12 cái thiên kiếm lệnh, và có hôm Long nhặt được nhiều nhất là 5 ác các bạn, 5 5 3 15 15 cái thiên kiếm lệnh đấy, đấy là trong một ngày. Còn chưa kể một ngày nữa đi tàng kiếm, anh em bỏ ra anh em kiểu gì cũng mua được bình quân là 8 9 cái thiên kiếm lệnh, cứ gọi là 10 cái ra tròn đi. Đấy, một ngày thì chúng ta và vận tiêu nữa. Anh em có thể là vận tiêu. Nếu mà không bị ai cướp thì chúng ta được 4 cái thiên kiêu lệnh. Còn nếu mà bị cướp thì chúng ta lại phải bày cái khác. Chúng ta có thể là vận tiêu vào lúc sáng sớm hoặc là lúc các pip không ngon nữa. Hoặc là ví dụ lúc 3 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng hoặc là 7 giờ sáng. Cái đấy tùy mọi người có thời gian. Ok, cái này không đủ rồi. Đấy các bạn nhé, sự kiện sắp tới thì anh em cứ chuẩn bị tha hồ mà cày. Còn các bạn nếu mà các bạn muốn biết thông tin về sự kiện như nào thì anh em cứ đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ thường xuyên. Thì Long sẽ ra video thường xuyên giúp đỡ và hướng dẫn anh em trong cách thức làm nhiệm vụ. Vâng, hình như là danh vọng đã hết rồi. Danh vọng không đủ học tiếp anh em ơi, không đủ học, thôi tạm thời như thế đã. Đấy, tạm thời thế đã, và xem là thiên kiếm lệnh Long tích lũy được 200, gọi là gần 300 cái anh em ơi. À, một số ác khác cầm nữa, một số ác khác có cầm thiên kiếm lệnh nữa, nhưng mà không biết là ở ác nào có cầm thêm một ít thiên kiếm lệnh nữa. Và nói chung là Long khoảng được 300 cái rồi. Đây là 107, đây là 74, gọi là 280 cái. Một số ác khác cầm một ít nữa thì nó rơi vào khoảng 300 cái. 300 cái, và khi nào sự kiện ra chúng ta còn 2 tháng để cày sự kiện, thì 2 tháng này cứ gọi là mỗi ngày được 10 cái đi. 16 60. Đấy. 60 ngày, 2 tháng 60 ngày mà. Mỗi ngày 10 cái thì anh em tính xem. 10 nhân 6 bằng 60, 600 cái thiên lệnh tha hồ mà chúng ta cày miễn phí. Đấy, cách đơn giản. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần đi một trận tàng kiếm và có thể là vận tiêu hoặc là đi săn boss thế lực là anh em có thể là chơi chơi miễn phí được rồi. Ác này thì tại sao Long không cày vội nhỉ? Bởi vì là mình không nên dại để cày vội. Cày vội thì nó cũng chả được cái gì, thì vì thế mới không cày thôi. Đấy, chúng ta có thể là đặt ở đây, đấy, đặt ở đây, đấy, chúng ta cứ đặt hết ở đây. Cái này mà hôm nào để đi đi đâu nhỉ? Ấy, chúng ta đã học nhiều chiêu phết đấy. Hình như chúng ta thiếu nguyên liệu để mua. Ok, chúng ta thử đi mua xem có cái gì hay hay này. Thì game mà giải trí, mỗi khi vào làm tí rồi lại thôi. Thế thôi, đây. Chúng ta có thể là mua phá ma chú này, đấy. Cái này để đi thật ra là Long chưa chơi Thiên Âm Trượng bao giờ. Nhưng mà cứ mua vứt ở đây đã. Cái này gọi là phá ma chú. Có nghĩa là đây này, có thể qua lại giữa hai thế giới âm và dương đấy. Thế Âm Trượng có lợi đấy, ví dụ đổi bát âm sang dương, dương sang âm đấy. Đấy, đây này, Thiên Phật Châu đấy, không biết là cái này có tác dụng gì, có thể làm thay đổi thuộc tính ngũ hành đấy các bạn chưa, có thể làm thay đổi thuộc tính ngũ hành. Cái này rẻ không các bạn ơi? Thì mua rất là rẻ đúng không ạ, chúng ta mua thật là nhiều vào, rẻ mà chúng ta mua thật là nhiều đấy. Thôi tạm thời thế đã, cầm nhiều quá là mệt. Xem nào,
Cái này bút thì chúng ta để đây, xem có chiêu nào bút thì đấy, chiêu này bút thì chúng ta để hết ở đây, còn chiêu đánh thì chúng ta để riêng đây. Tạm thời thì gọi là đánh thỏ không chết đấy. Ok, kể đã hay đây anh em nhỉ. Rồi rồi đấy. Tạm thời mình có học được bằng đấy chiêu thôi. Đây, sư phụ thì có cho bằng đấy chiêu thôi. Thì cũng chả biết để làm gì luôn. Tạm thời chắc là chỉ đi đánh thỏ thôi. Đấy, Thiên Âm Trượng này. Thiên Âm Trượng thì là một trong những phái và rất là nổi tiếng. Mặc dù là mình chưa chơi bao giờ, nhưng mà thấy là các VIP có một số ác thì đi các giải beta và hoặc là đi cái giải đấu lớn thì Thiên Âm Trượng cũng không thể thiếu được. Đấy. Này có. Đấy, chúng ta có thể tạo ác là đơn giản đúng không ạ? Hình như thiếu một chiêu để làm ấy anh em ơi. Thiếu cái chiêu này xong để x đam. Và cái chiêu này thì chưa học được anh em ạ. Chưa học được cái chiêu này. Chiêu này chắc là tối nay này học được. Tối nay đi tối nay sẽ đi Thái Hư tiếp, chắc chắn là đủ học để cái chiêu này anh em ơi. Vâng có lẽ là mình phải làm được, ngồi ở đây để làm mơ xem là một giấc mơ đẹp anh em ạ. Xem là như thế nào, xem là thành tích sau này thế nào, vâng, gọi là mơ trước tương lai anh em nhé. Anh em hãy đến làm, sẽ đi ngủ để làm mơ một giấc mơ thật là dài. Ok.